Vâng, xin chào các bạn, các anh chị đam mê âm nhạc trên mọi miền đất nước. Thì hôm nay Truyền Hữu sẽ hướng dẫn cho các bạn, các anh chị lắp đặt cái bộ hát live stream trên Facebook Bigo. Thì các bạn, các anh chị khi mà mua cái sản phẩm về, đầu tiên chúng ta rất là bỡ ngỡ, chúng ta không biết lắp như thế nào. Các bạn, các anh chị có máy tính và không có máy tính cũng rất là bỡ ngỡ. Thì hôm nay Truyền Hữu sẽ cố gắng truyền đạt một cách đơn giản nhất, dễ hiểu nhất cho các bạn, các anh chị lắp đặt với tất cả các dòng mic hiện nay. Và với cái con sao cạc thông dụng nhất đó chính là con XRIS K10 bản tiếng Trung cũng như là con KS108. Thì thực ra hai con này nó cùng hãng với nhau thôi. Các bạn các anh chị có thể lật ra đằng sau để chúng ta xem cái xưởng sản xuất của nó. Cũng là Shenzhen ha. Thì các bạn các anh chị, cái con này các bạn có thể lên Amazon, cái trang nước ngoài đó. Các bạn các anh chị search cái tên hoặc là cái Alibaba đó. Các bạn các chị sạc cái tên cái S108 sẽ ra cái con này sẽ là xuất sang thị trường của châu Âu, Mỹ để người ta sử dụng, đó là ngôn ngữ tiếng Anh. Thì hai con này cùng một cha khác ông nội thôi. Thì cái con sản phẩm này, hai cái con này thì cùng một cái nhà sản xuất thôi mọi người nhé, chỉ là khác ngôn ngữ thôi. Con này sẽ đầu ra thì chất lượng ok hơn so với K10 bản tiếng Trung bây giờ. Thì hôm nay Truyền Hữu sẽ hướng dẫn cho các bạn chị lắp đặt cái micro nguồn 48V condenser hoặc là nguồn 5V, 12V cắm thẳng vào sao cạc để sử dụng cho các bạn các chị có điện thoại cũng như là máy tính bảng hoặc là có máy tính. Thì tất cả các trường hợp Truyền Hữu sẽ hướng dẫn cho mọi người luôn. Thì khi các bạn các anh chị mua sản phẩm về thì đầu tiên chúng ta sẽ có một cái sao cạc này. Bây giờ Truyền Hữu sẽ hướng dẫn cho các bạn các anh chị mình lắp đặt với các bạn các anh chị không có máy tính mọi người nha. Trường hợp dành cho các bạn các anh chị không có máy tính thì Truyền Hữu cố gắng truyền đạt dễ hiểu nhất cho các bạn các anh chị. Rồi, con sao cạc này nó sẽ có một cái dây nguồn kèm theo mọi người nha. Nó sẽ có một cái dây nguồn kèm theo như thế này, đây là cái dây cáp USB đó. Thì bây giờ đối với các bạn các anh chị không có máy tính thì chuẩn bị cho Truyền Hữu một cái cốc sạc điện thoại như thế này. Các bạn các anh chị đang sử dụng điện thoại thông minh hiện nay đều có cốc sạc điện thoại, chúng ta sẽ cắm cái đầu USB vào cốc sạc nha. Đó. Và có thể chúng ta sẽ cắm vào điện 220V để cấp nguồn cho nó. Hoặc các bạn các chị có thể sử dụng sạc dự phòng nếu mà chúng ta đi du lịch hay đâu đó gấp rút quá cũng có thể sử dụng sạc dự phòng. Rất là tiện lợi luôn. Thì bây giờ Truyền Hữu sẽ cấp nguồn bằng cái adapter này vào điện. Đó. Truyền Hữu đang hướng dẫn cho các bạn các chị không có máy tính nha. Đây. Con này chúng ta sẽ cấp nguồn cho nó bằng cái chỗ USB mọi người nhé. USB đầu nhỏ chúng ta gắn vào, nó sẽ lên đèn như thế này. Rồi các bạn các anh chị chỉnh cho Truyền Hữu như thế nào. Đây, hai cái đèn màu xanh là mặc định nó sẽ lên như vậy, nhưng mà trường hợp các bạn các anh chị nó chuyển sang màu đỏ thì các bạn các anh chị đừng quan tâm. Ở trên cái con sao cạc này nó có bốn chế độ mọi người nhé, bốn đèn. Thì Truyền Hữu sẽ giải thích đèn màu đỏ là chế độ MC, các bạn các anh chị nói chuyện thì nhạc nó sẽ lắng xuống không hát được. Đối với các bạn các anh chị sử dụng cái màu này thì nó sẽ lắng nhạc không hát được nha. Màu trắng, đây là màu trắng này nó bị tắt âm hoàn toàn luôn, không có tiếng. Mọi người bấm qua màu xanh lá cây này thì cái tiếng mộc không có tiếng vang, không có tiếng echo. Và cái cuối cùng là cái màu xanh dương này nó sẽ có vang mọi người nha, nó sẽ có hiệu ứng echo. Mọi người lưu ý không nên giữ cái nếm nút này, nó sẽ tắt đèn luôn. Thì đây là cái chế độ mono, là các bạn anh chị muốn thu âm ở trên Facebook, trên phần mềm ghi âm đó, không muốn dính beat, không muốn dính nhạc trộn vô thì chúng ta sẽ tắt cái đèn này. Còn các bạn các anh chị giữ cái đèn này mở lên, nó sẽ trộn luôn cả nhạc và cả beat để xuất sang livestream. Đây là chế độ stereo ha, giữ nó tắt đèn là mono. Rồi, các bạn các anh chị chỉnh như sau. Đây là bên tay trái của Truyền Hữu là bass, bass, treble, volume mix để mở cho nó lấy nét nè. Bass, treble, âm lượng mix thì các bạn chỉnh như sau. Ở đây chúng ta có thể chỉnh hướng 3 giờ. Ở đây chỉnh hướng 3 giờ luôn. Các bạn các anh chị nào giọng chép nhiều quá thì đẩy bass lên. Còn giọng mà chúng ta nó trầm quá thì chúng ta đẩy sáng lên. Đây là chép. Thì thường thường mặc định thì các bạn các chị có thể chỉnh hướng 3 giờ như thế này. Và âm lượng mic thì đây là cái nút cuối cùng, âm lượng micro các bạn cũng thể để hướng 3 giờ luôn. Chỉnh làm sao mà chúng ta nghe trong tai nghe nó ok, nó không bị nhạc lớn tiếng hát hoặc tiếng hát lớn nhạc quá nhiều. Đây mọi người nhé, các bạn các chị tùy chỉnh theo theo cái cảm âm của mọi người, còn Truyền Hữu chỉ theo cái cơ bản nhất. Rồi, ba cái nút này các bạn chỉnh hướng 3 giờ nha.
Rồi, bên tay phải chúng ta lần lượt bên nút audience volume có nghĩa tác dụng gì? Có nghĩa là đây là âm lượng khán giả thì các bạn có thể để maximum cũng được. Rồi tiếp theo, music volume là âm lượng nhạc, nhưng mà các bạn các anh chị đang sử dụng điện thoại di động để cắp nhạc vào cái máy tính mà vào cái con sao cạc thì cái nút này nó không có tác dụng. Các anh chị vặn thì nó cũng vô dụng luôn. Không có tác dụng với cái nút này khi mà sử dụng điện thoại cắp nhạc nha. Mọi người nói ồ sao nó không có tác dụng gì hết, có bị hư hay không thì yên tâm không sao. Rồi cuối cùng, earphone volume là âm lượng của cái tai nghe thì các bạn các anh chị có thể để hướng 2 giờ hoặc là 3 giờ tùy mọi người nhé, để lớn quá thì nó sẽ lớn trong tai nghe chịu không nổi đâu. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có cái chữ tiếng Anh ở dưới rất là dễ, mic mic 1, mic 2, HB và layout. Thì bây giờ chúng ta sẽ cấm đối với các bạn các anh chị sử dụng mic BM800, BM900, những cái mic mà nó không có cái nguồn kèm theo gọi là mic cắm trực tiếp, mic nguồn 5V hoặc là mic nguồn 12V thì bây giờ chúng ta sẽ cấm lỗ đầu tiên nha. Chúng ta cấm lỗ thứ hai, nó sẽ không có tín hiệu đâu. Lỗ thứ hai dành cho mic nguồn 48V condenser, đó chính là con PCK200, những cái mic có nguồn rời, nguồn phantom. Thì chúng ta sẽ cấm cái micro này đối với cái ví dụ truyền ví dụ hữu ví dụ cái con AT100 rất đẹp ở đây. AT100 nha, đây. Chúng ta lắp vào. Khi mà chúng ta nói chuyện mà cái logo nó nhấp nháy thì có nghĩa là cái tín hiệu nó đã vào mọi người nha. Đấy, micro chúng ta sẽ cắm vào đây. Rồi tiếp theo các bạn các anh chị chuẩn bị cho Truyền Hữu một cái tai nghe. Một cái tai nghe nha. Đây, đây là cái tai nghe điện thoại. Truyền Hữu có cung cấp cái tai nghe iPhone, nghe rất là hay mọi người nha. Cái nhỏ gọn, các bạn các anh chị cắm vô cái chữ HB này. HB nha. HB là headphone đấy, có hình tai nghe. Rồi tai nghe cắm xong. Đây. Để đây. Rồi cuối cùng khi mà các bạn các chị mua hàng bên Truyền Hữu, chúng ta sẽ có cái một cái sản phẩm dây lai. Đây là cái dây V30 ha. Ở đây nó có ba đầu hồng, xanh và cái đầu màu đen có cái lỗ. Và ở đây nó có cái cần gạt. Nó không có ghi chữ AB gì, rất là khó hiểu luôn. Dây này dây liền ha, và đầu còn lại là cái đầu màu đen, có ba ngấn đen như thế này. Thì Truyền Hữu làm lấy nét cho nó. Rồi, lấy nét như thế này. Đó, thì cái dây này sử dụng như thế nào? Các bạn các anh chị chỉ cần live stream thôi thì chúng ta sẽ làm như thế này. Hai cái dây này chúng ta không xài, chúng ta quấn lại như thế này nha. Hai dây xanh và cái lỗ màu đen này quấn lại không xài. Chúng ta chỉ sử dụng màu hồng và cái đầu màu đen. Đây, màu hồng thì chúng ta cắm vào cái cổng layout. Rồi mọi người nhớ nha, layout cắm hồng phấn vào, em hồng phấn vào đây. Rồi đầu còn lại chúng ta sẽ cắm vào điện thoại để chúng ta phát live stream hoặc là quay phim. Truyền Hữu nói một cái lưu ý như thế này: khi mà các bạn các anh chị sử dụng cái điện thoại để live stream, các bạn anh chị tháo hết ốp lưng ra, tháo quăng cái ốp lưng ra, không có sử dụng ốp lưng ha, tháo ốp lưng ra. Đó, nó dày quá thì nó cản cái dây này không có ăn tín hiệu, các bạn các chị tháo. Đó, Truyền Hữu lưu ý nè, các bạn các chị sử dụng điện thoại iPhone hoặc là Samsung để chúng ta live stream hoặc là quay video lại thì các bạn các anh chị cắm cái dây này vào sát như thế này, nó chắc đến nỗi mà nó không vuột. Chúng ta cầm như thế này nó không vuột luôn, là dây rất là bót và cái tín hiệu nó qua rất là tốt khi chúng ta sử dụng cái dòng iPhone. Truyền Hữu khuyến cáo mọi người có điều kiện sử dụng điện thoại iPhone 5 cũng được, 5S, 6 gì cũng được. Âm thanh nó lên rất là ok, rất là đầy. Có rất là nhiều người hỏi Truyền Hữu tại sao là live stream hoặc là quay phim nó rất là nét và âm thanh nó lên ok. Thì Truyền Hữu sử dụng cái máy này, cái iPhone 6S, nó đi theo Truyền Hữu cùng 5 tháng như thế này. Rất là ok, âm thanh rất là trong trẻo và gắn vô nó như vậy nè. Nó không có vuột ra, rất là bót. Còn các bạn các anh chị sử dụng Samsung cũng vậy, cũng tháo ra luôn. Và chúng ta muốn quay phim thì chúng ta vào cái phần camera mặc định nè. Vào phần camera mặc định, vào cái phần video nè. Chúng ta quay thì chắc chắn nó sẽ có tiếng qua luôn. Đó. Nếu ví dụ trường hợp mà nó không qua, chúng ta sẽ sử dụng cái công tắc này, kéo về hướng ngược lại, rút dây ra cắm lại và quay phim lại. Đây là cách sử dụng của cái dây này nha. Đối với điện thoại iPhone và Samsung thì chúng ta quay camera mặc định nó sẽ vào cái tiếng nhạc luôn trong này. Đó. Cắm vào, bấm quay phim mà nó không nhận tín hiệu thì các bạn các chị rút dây ra.
kéo công tắc về hướng ngược lại. Truyền hữu nói rất là nhiều các bạn các anh chị sử dụng ở xa không biết sử dụng cái dây này, rất là hạn chế ở điểm là nó không ghi chữ A chữ B. Truyền hữu không biết nó chỉ ghi là hướng 3 dây và hướng 1 dây này thôi. Các bạn các anh chị có thể tùy chỉnh nha. Điện thoại Samsung, iPhone thì cấm trực tiếp, quay video trực tiếp. Nếu mà quay video mà vào tiếng vang và vào cái nhạc thì live stream sẽ được. Đó là cái phép thử để các bạn anh chị có thể là trước khi live stream để là để các bạn anh chị lưu ý nha. Còn đối với những cái dòng máy điện thoại Oppo, Vivo hoặc là Huawei, nếu mà các bạn anh chị dùng camera mặc định mà cái chúng ta quay nó không có vào nhạc, nó chỉ có tiếng hát cho chúng ta như là cái tiếng hát chay, không có nhạc, không có hiệu ứng effect gì cả, không có echo gì cả, thì các bạn làm ơn vào cái cửa hàng CH Play của mình á, các bạn tải dùm Truyền Hữu cái phần mềm này nè, tên là Viva Video mọi người nha. Đây là Truyền Hữu nói cả trăm lần rồi, đây nè, Viva vợ vi vợ va vợ vi vợ gieo, Viva Video, cái phần mềm màu cam này chúng ta tải về và chúng ta sẽ thu. Đặc biệt lưu ý nha, điện thoại Sam, điện thoại Oppo, Vivo và Huawei, những cái dòng điện thoại của thương hiệu Trung Quốc đấy, thì các bạn các anh chị phải tải cái phần mềm này và cắm dây vào thì chúng ta thu thì nó mới có tiếng. Trường hợp chúng ta thu mà nó có tiếng trong phần mềm thì live stream sẽ được. Đó là cái phép thử của các cái dòng máy đó, chứ chúng ta nói là thu quay camera mặc định mà không vào thì live stream không được thì không có nha các bạn nha. Đó đó là tình huống là các bạn phải sử dụng cái phần mềm Viva này, Truyền Hữu nói rất là nhiều lần rồi. Rồi cái điện thoại live stream chúng ta sẽ để đây đó. Bây giờ còn thiếu một cái điện thoại để chúng ta cấp nhạc hoặc cái máy tính bảng cấp nhạc đúng không? Thì bây giờ nó sẽ đi theo chúng ta là một cái dây này. Đây, tại vì các bạn các anh chị sử dụng máy tính thì nó đơn giản hơn. Truyền Hữu giới thiệu cho các bạn các anh chị không có máy tính. Nó sẽ hai đầu 3.5 mọi người nha. Chúng ta sẽ cắm vào đâu? Cắm vào cái lỗ phía sau nè. Nó có chữ phone tablet nè. Đây, lỗ 3.5 này. Mọi người nhìn nè, chúng ta sẽ cắm cái dây này vào đây. Và cái điện thoại còn lại chúng ta sẽ cắm vào cái điện thoại còn lại để chúng ta cấp nhạc. Thì Truyền Hữu ví dụ đây là cái điện thoại cấp nhạc ha, đây là cái máy cấp nhạc đi đó, chúng ta sẽ gắn cái giắc chuyển này vào. Truyền Hữu ví dụ thôi, đây điện thoại 7 hay là iPhone X gì đó thì các bạn sử dụng cái giắc chuyển này và cấp nhạc bằng cái dây 3.5 này mọi người nha. Rồi, sơ đồ nó là vậy. Đây, Truyền Hữu chỉ một lần nè. Micro thì chúng ta sẽ hát tín hiệu vào đây. Tai nghe thì chúng ta sẽ đeo vào lỗ tai. Các bạn các anh chị mà xuất ra loa ngoài nó sẽ hú, không hát được loa ngoài nha. Mọi người mua về mà đừng nói ồ tại sao sản phẩm không ra loa ngoài được. Đây là cái kiểu hát live stream, kiểu thu âm phòng thu thì phải đeo tai nghe vào mới nghe nhạc, nghe tiếng hát chúng ta trong đây chúng ta mới điều chỉnh được giọng hát. Rồi á, cái tín hiệu của nó sẽ xuất ra tai nghe nè và cái cổng này nè. Cái cổng dây màu hồng này nè, nó vào đâu? Nó sẽ xuất tín hiệu, nó sẽ trộn nhạc từ cái điện thoại này vào. Đây, mic vào đây. Nó quậy một cục như thế này, nó sẽ truyền cái âm thanh qua cái dây màu hồng và lên cái điện thoại live stream của chúng ta. Đó, chúng ta quay phim gì nó sẽ lên cả nhạc, cả tiếng lên này nè. Thì cái dân mạng ở trên đây người ta sẽ nghe được cái giọng hát cũng như là cái nhạc ở trên Facebook cũng như là Bigo. Truyền Hữu cố gắng truyền đạt một cách đơn giản nhất cho các bạn anh chị về cái nguyên lý hoạt động của sản phẩm này. Mọi người đã hiểu chưa ạ? Ha, mic hát vào, đeo tai nghe vào, hát mà có cái tiếng vang trong đó là ok. Hồi nãy Truyền Hữu còn sót một cái chi tiết nữa, đó là cái nút bên này đang bị mờ đèn đi. Thì đó là cái nút gì? Nút đó là nút chỉnh tiếng vang, tiếng echo đó mọi người. Khi chúng ta tác động vào nó thì nó mới sáng đèn thôi ha. Tác động vào nó thì nó mới sáng đèn. Thì các bạn cứ bấm như thế này, các bạn nói vào mic thì nó sẽ vang kiểu khác, bấm thì nó vang kiểu khác. Đó, cứ nói alo 12456 gì đó, cứ nó bấm thì nó vang kiểu khác. Thì thường theo như Truyền Hữu biết, Truyền Hữu hát nhạc bóp ballad thì chúng ta sẽ bấm hai bên màu xanh dương, ô màu xanh lá cây thì nó vang vừa. Còn chúng ta muốn hát nhạc bolero thì bấm hai bên màu xanh dương là nó vang nhiều. Còn những hiệu ứng còn lại các bạn các anh chị tự mò. Đó là cảm âm mỗi người mọi khác. Có nhiều người hỏi chọn tiếng vang nào hay, đối với người này hay người chưa chắc người kia đã hay, thì các bạn các anh chị chỉnh ha. Theo như Truyền Hữu là vậy, hai bên bấm hai bên nó màu xanh lá cây thì nó sẽ vang vừa. Còn bấm hai bên màu xanh dương thì nó sẽ là vang nhiều để hát bolero. Nó mọi người có test thử coi sẽ đúng như lời Truyền Hữu nói hay không. Mọi người đã thông chưa? Đây là cách live stream rất là đơn giản đối với các bạn các anh chị không có điện, không có máy tính, không có máy tính bàn, không có laptop. Đó là vậy, cấp nhạc và live stream bằng máy này.
Đó, rất là chuẩn mọi người nha. Rồi, Truyền Hữu nói rất là mệt luôn. Thì bây giờ đối với các bạn, các anh chị sử dụng cái mic K200 này, Truyền Hữu có hướng dẫn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái cắm, cái cắm cho cái mic PC K200 luôn mọi người nhé. Sẵn dịp Truyền Hữu chỉ luôn. Thì mic này là mic condenser, thì chúng ta phải sử dụng cái cục nguồn rồi. Các bạn, các anh chị mua về có cái cục nguồn này. Nhìn không biết nó cắm dây như thế nào thì Truyền Hữu chỉ luôn trong cái clip này. Ha, clip chúng ta kéo dài 15 phút, Truyền Hữu nói không nghỉ luôn. Thì đây, nó có hai cổng output và input. Thì chúng ta sẽ cắm dây cho nó như sau. Một hồi hướng dẫn mọi người cắm có máy tính sao nha. Máy tính thì cắm một dây một duy nhất là xong. Rồi, các bạn các anh chị sẽ chuẩn bị cho Truyền Hữu cái dây như thế này. Hai dây. Đầu này là đầu XLR, đầu này là 3.5 nè, chúng ta cắm vào đâu? Chúng ta sẽ cắm vào cổng output nha. Đây, cắm vào đây. Rồi, đầu còn lại chúng ta cắm vào lỗ mid 1. Mic này thì nó mới ăn tín hiệu ha. Lỗ này cũng ăn luôn, nhưng mà lỗ này dành cho nguồn 48V thì ta cắm lỗ mid 1. Và cái dây còn lại là hai đầu canon. Đây, như thế này. Hai đầu canon thì các bạn các anh chị cắm cái dây này vào cái mic này. Đây. Người để ý này cái khía nha. Đó, chúng ta cắm vào đây. Với tổng thời gian như thế này, Truyền Hữu hướng dẫn cho các bạn các anh chị hết những cái dòng mic mà Truyền Hữu biết. Thì nó có hai dòng thôi. Mic cắm thẳng với mic cắm có nguồn thôi. Đây, cái đầu còn lại XLR3 chia các bạn các anh chị cắm vào cái lỗ input nha. Đây. Rồi. Cái đầu còn lại chúng ta sẽ cắm vào điện 220. Đây. Đầu còn lại chúng ta sẽ cắm vào điện 220V. Chiếu cái ổ điện luôn cho mọi người thấy này. Đó, ổ điện cắm vào đây đó. Và nhớ nè, bấm công tắc ở đây thì nó sáng đèn xanh, và cái micro chúng ta nó sáng cái đèn xanh lên thì chúng ta đã thành công ha, là micro chúng ta đã có điện. Đó, đây là đối với cái mic condenser 48V nha. Rồi, bây giờ thì đối với các bạn các anh chị sử dụng máy tính thì như thế nào? Thì chúng ta tháo cái dây này ra, tại vì chúng ta không có xài điện thoại cấp nhạc bằng cái này máy này nữa. Tháo cái này ra ha, dẹp nó qua một bên. Vì sao? Vì cái máy tính thì rất là đơn giản. Chúng ta rút cái này ra. Chúng ta không xài máy tính thì chúng ta rút cái này ra. Chỉ cho mọi người chỉnh luôn. Này, cái này thì các bạn các anh chị, đây là cái dây vừa là cấp nguồn mà chúng ta vừa cấp tín hiệu nhạc cho nó luôn. Vì đây là cái con sao cạc, thì các bạn các anh chị biết sao cạc đó là cái con âm thanh rời, thì nó là cái một cái phần của máy tính, thì chúng ta cắm cái dây này vào cái thùng máy tính của chúng ta thôi. Đây. Cắm vào thùng máy tính và nó cũng sáng đèn như thế này. Rồi bây giờ Truyền Hữu chỉ cho các bạn chỉnh trong cái máy tính cho nó nhận cái con K10 luôn nè. Để Truyền Hữu phóng to lên ngay chỗ này nha. Đây là màn hình chính của Truyền Hữu nè. Mọi người coi nè. Nhưng mà chúng ta sẽ lít phải vô đây. Chúng ta sẽ lít phải vô đây. Chọn Layback Device. Đối với Win 7 nha, Truyền Hữu đang sử dụng Win 7, Win 8, Win 9, Win 10, Win 11 thì cũng phải là cái này. Layback Device. Rồi nó sẽ hiện cái bảng. Đây. Đây là cái Isuzu K10 chúng ta. Nó thì hiện tên luôn nè. Nó đánh dấu tích màu xanh có nghĩa là nó đã nhận rồi nè. Còn trường hợp mà nó điên điên nó không nhận thì nó là sẽ là như vậy. Các bạn thấy nè. Có một số máy các bạn các chị gắn vào nó sẽ không vào, nó không hiện. Nhưng mà máy này nó hiện. Thì các bạn các anh chị nó lì quá thì chúng ta lít chuột phải và chúng ta chọn Set Default Device thì chúng ta hát nhạc. Có nhiều trường hợp các bạn các anh chị gắn vào mà không biết chỉnh cái này, nhạc nó sẽ không qua cái điện, cái cục K10, nó không phát nhạc được. Thì mọi người làm cách này và nhấn OK nha. Đó, làm lại nè. Bây giờ nó như thế này đi. Lít chuột phải vào chọn Set Default Device. Bên recording cũng vậy. Chúng ta sẽ Set Default Device nó thì mới ghi âm vào phần mềm được. Đó, thì nó đã nhận K10 mọi người nha. Mọi người nhấn OK. Rất là đơn giản luôn. Lắp vào máy tính. Lắp vào máy tính thì nó chỉ có như vậy thôi mọi người. Đó, và mở nhạc hát thì ai có điều kiện chúng ta sử dụng máy tính rất là thuận lợi luôn. Còn những người không có máy tính thì cũng sử dụng được luôn ha. Thì các bạn các anh chị xem cái clip của Truyền Hữu hướng dẫn, không hiểu gì thì liên hệ cho Truyền Hữu nha. Số điện thoại 0968030393 và 0167247280, địa chỉ số 74 đường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Truyền Hữu rất vui lòng đón tiếp các bạn, các anh chị từ xa, ở gần gì đó đến mua hàng. Đó, thì Truyền Hữu cung cấp cái sản phẩm live stream cũng như là âm thanh
thu âm đó. Mời mọi người xem không gian làm việc của Truyền Hữu nha. Đó. Đây hàng hóa, phòng thu đó, đây hàng hóa của Truyền Hữu đây, rất là bừa bộn đó. Các bạn các anh chị có thắc mắc gì thì liên hệ ngay cho Truyền Hữu Micro. Đấy các bạn các anh chị lắp đặt theo như thế này là hát mọi người nhé. Còn các bạn các anh chị cần hỗ trợ nhu cầu gì nữa thì liên hệ ngay cho Truyền Hữu và đến ngay địa chỉ này để mua hàng. Các bạn các anh chị nhớ đăng ký kênh của Truyền Hữu nha. Nói gần 20 mấy phút rồi, rất là mệt luôn. Thì hy vọng các bạn cái clip này sẽ giúp ích cho tất cả các anh chị trên mọi miền đất nước đang sử dụng cái bộ sản phẩm hát livestream trên Facebook Vigo. Tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều khi đã xem cái clip này. Nếu đã xem rồi thấy hữu ích thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh của Truyền Hữu nha. Để Truyền Hữu có động lực để tạo những cái clip khác. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại.